30 tuổi rồi con vẫn ngủ chung với má. Nó là một bi kịch kinh khủng. Một đứa con trai 30 tuổi mà nó phải quỳ xuống để nó xin lỗi mình trước hàng triệu khán giả xem. Cô thấy điều ấy là thế nào? Cô thấy điều đấy có hay không? Cậu bé này hoàn toàn bị bất tự do. Má hay nói với con là bên người dân. Nhưng mà con xin má một việc. Má hay gặp những người bạn mà má nghĩ là xấu thêm một vài lần nữa đi. Má ơi, từ nhỏ tới lớn á, con đi đâu má cũng kèm. Rồi tới khi con làm cái nghề này, con gặp bạn này bạn kia, má cũng kèm. Như lúc nãy má anh chị nói là má muốn tốt cho con thề với má những điều đó con biết. Có nhiều lần con cũng muốn nói với má, nhưng mà con cứ chuẩn bị nói là má nói là kinh nghiệm của má hơn con. Rồi má trải đời nhiều, ý của con không bao giờ là đúng. Cho nên đôi lúc con lười, con không muốn nói chuyện với má nữa. Mà con cũng không tâm sự chuyện đó được với ai, bởi vì đó là chuyện nhà. Rồi khi mà con về, có những lúc con buồn bực chuyện ở ngoài, con mất tiền hay là con bị gì này nọ, con cũng không dám kể với má. Bởi vì cứ mất tiền con kể má, má nói là con không cẩn thận là bao nhiêu lỗi, má đổ hết cho con. Má không bao giờ má hỏi con là tại sao con mất rồi bị cái gì không. Má luôn nói là tại con hết. Mai mốt có gì má hỏi con trước khi mà má trách con, má đổ thừa cái đó là lỗi của con nữa không má. Má cũng hay nói với con là khi con nói chuyện với người ngoài, sao con gọi điện thoại hay con nói chuyện với bạn bè nó bình thường, mà cứ má hỏi gì là con cấu hoặc là con trả lời đại. Một phần con bị ức chế một chút, con xin lỗi má. Con gồng cảm xúc con quen rồi, nhưng con nói thiệt với má, con cho qua riết con thành như vậy luôn. Với lại đến tận bây giờ không ai như con. 30 tuổi rồi con vẫn ngủ chung với má. 30 tuổi rồi con vẫn ngủ chung với má. Và cứ mỗi lúc tối mà con nhìn thấy má ngủ, con luôn nói với ông trời một điều là nếu như con có sống bao nhiêu tuổi con không biết, nhưng mà cho má con thêm 10 tuổi đi. Cứ mỗi lúc con gây với má xong một điều gì đó thì con nằm con lên nói cho má con thêm 20 năm nữa đi. Nhưng mà má, con xin má một điều, má cho con có bạn đi má. Con biết má lo cho con cũng hay nói một câu là sau này má mà mất, má mà mất con biết không ai thay thế má được. Nhưng mà lỡ sau này má mất con không còn bạn thì sao? Con đi ngoài đường con nhìn thấy mấy ông mấy bà ngồi một mình con sợ lắm. Bây giờ má với ba sống với con thì má với ba còn bảo bọc con được, nhưng mà có những người bạn con bảo đảm với má là bạn của con rất tốt. Má tin con được không má? Má không phải má không cho con có bạn, nhưng mà bạn như thế nào, nhiều khi bạn tốt có, bạn xấu có, nhưng mà má thì thích lễ giáo hơn. Dù gặp má lễ phép chào thì má rất là thích, tại vì gia đình có giáo dục mà cỡ trẻ nó gặp má ở con chào cô hay là con chào bà, mà cái tánh của má mà gặp mà không chào má, má nghĩ là gia đình nhiều khi cái đứa bé này được dạy dỗ như thế nào, gặp người lớn mà tại sao không chào. Chứ má thì má cũng muốn cho con có bạn, má sanh con có một mình má không cho bạn rồi con hiu quạnh. Con cũng hay nói với má là nếu như con vấp ngã, con có bị lừa, con bị bất cứ một cái gì thì con chịu, để cho con tự lớn lên. Con nói thật với má một điều, con bị người ta nghĩ sao cũng được, bởi vì con với má cũng nói chuyện quá nhiều nhưng mà không bao giờ hiểu được nhau hết. Con chỉ mong má một điều là má sống lâu hơn, ba sống lâu hơn, và con sẽ tìm mọi cách con thoáng suy nghĩ của con hơn nữa. Chỉ cần má đừng có nguyên tắc nhiều quá thôi, má thoải mái ra một chút về tất cả mọi thứ là con nghĩ má đỡ mệt, má đỡ stress hơn cho mình. Con xin lỗi má. Con chỉ biết lúc này con làm cái này, con mong là má khỏe và con mong má thay đổi cùng với lại con. Đầu tiên xin lỗi Hiếu. Cái chuyện của em nó là một bi kịch khủng khiếp, nó không hề là một cái điều nhỏ, nó là một bi kịch kinh khủng. Đấy là điều thứ nhất tôi xin nói. Điều thứ hai, cô hãy nhìn đi, đây một chàng trai 30 tuổi đẹp trai, phải nói là đẹp trai, và hiện nay là có đạo đức, nói năng từ nãy giờ rất là bạc thiệp. Là một người phụ nữ có biết là người đàn ông 30 tuổi có nghĩa là trưởng thành. Dạ. Đúng không? 30 tuổi là phải trưởng thành. Một đứa con trai 30 tuổi mà nó phải quỳ xuống để nó xin lỗi mình trước hàng triệu khán giả xem. Cô thấy điều ấy là thế nào? Cô thấy điều đấy có hay không? Không hề hay một tí nào hết. Tại sao cô thể phải để như vậy? Nó có lỗi gì? Nó quỳ xuống nó xin lỗi cô, mà vì cái gì? Tôi không thấy cái lỗi gì cả. Phải nói rằng là cô hãy trả tự do cho nó.
Đấy là nói thẳng thắn đó, không có dùng cái từ gì khác ở đây cả. Cô có biết không? Cô nói rằng cô là một gia đình gia giáo có giáo dục. Xin hỏi nhé, gia đình gia giáo và văn hóa có giáo dục thì có bao giờ đứa con 30 tuổi ngủ với mẹ không? Trả lời tôi đi. Ai trả lời tôi đi? Đó là suy nghĩ nhưng của anh. Bình thường là một người đàn ông 30 tuổi là không ngủ với mẹ, bởi vì rằng họ, người đàn ông đó có rất nhiều cái suy nghĩ, rất nhiều cái điều, và nó không thể như vậy được. Nó là bất thường. Mà cái sự bất thường này tôi xin nhắc đi nhắc lại là có nghĩa là gì? Là từ bé đến lớn là cậu bé này là bị chế áp một cách khủng khiếp. Và cái sự chế áp này lúc nhỏ cậu không thấy là gì, nhưng mà đến một lúc cậu cảm thấy rằng là chắc chắn là nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ chết. Chết bằng tinh thần. Cho nên là phải nói là cậu đánh vào cái ván bài này là rất nặng, chứ nó không hề nhẹ. Anh Hoàng ơi, nâng cao quan điểm quá rồi. Không, em nghĩ chuyện bình thường. Tôi không nghe quan điểm đâu. Anh nghĩ không có chuyện gì. Bởi vì tôi già, nếu mà để em là người về giáo dục, em đọc những cuốn sách này nó nhiều lắm, nó không ít đâu. Nó không hề ít, nhưng chẳng qua là Linh không thấy thôi. Không thấy chứ. Nó có điểm. Rất ở đây mà người là thế này, cậu bé này hoàn toàn bị bất tự do. Ngay cả chỗ đây là con có bạn chứ, nhưng bạn thế nào thì mẹ biết là đúng. Trời ơi, vậy thì còn cái gì nữa? Nó 30 tuổi rồi, nó đúng hay nó sai nó phải chịu trách nhiệm. Còn tất cả những cái gì bạn bè của nó cũng sẽ là mẹ sẽ cho là đúng hay sai. Anh Hoàng, anh bình tĩnh thế này nha. Cho nên là thế này này, nếu chàng trai này không có tự do thì tôi tin rằng là